Nếu mà ở Việt Nam có ai đưa cho bạn một miếng mỡ trắng bóc dày cả đốt ngón tay, bảo ăn đi cho ấm người, mà đây là mỡ sống, 100 người thì chắc 99 người chạy mất dép. Bởi trong văn hóa nóng ẩm của mình, đồ sống thường bị xem là tanh, là kinh, là không vệ sinh. Nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác khi ta bước lên vùng cực Bắc, nơi có khi mặt trời biến mất hàng tháng, gió lạnh cắt vào da như những lưỡi dao và một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mạng sống. Ở đó, miếng múc thúc, tức là phần da và mỡ cá voi sống, chính là thứ giúp con người tồn tại suốt hàng nghìn năm. Nó không đơn giản là thức ăn, nó là sinh tồn. Vì sao người Bắc Cực ăn mỡ sống? Người Bắc Cực còn bị gọi là người Eskimo hay là người Inuit ăn mỡ sống, thì ta phải hiểu Bắc Cực là một thế giới hoạt động theo một cách hoàn toàn khác. Ở Việt Nam, một người trưởng thành hoạt động nhẹ cần khoảng 1.500 cho đến 2.500 kcal mỗi ngày. Nhưng ở Bắc Cực, con số này bị đẩy lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Chỉ cần bước ra ngoài trong cái thời tiết âm khoảng vài chục độ C, âm 30, âm 40, thậm chí là âm 50 độ C, cơ thể đã phải đốt năng lượng để giữ ấm. Chưa nói đến việc đi săn hải cẩu, trèo kayak trên biển đóng băng hay là kéo xe trượt tuyết hàng chục km, rất tốn sức và đốt rất nhiều năng lượng. Cơ thể con người ở vùng lạnh giống như một cái lò sưởi, đã bật là phải đốt nhiên liệu liên tục. Và nhiên liệu tốt nhất cho cơ thể chính là mỡ động vật, thứ cho năng lượng gấp đôi tinh bột và protein. Việt Nam mình thì quen ăn cơm, có gì ăn nấy, thiếu thì mua. Nhưng ở Bắc Cực, làm gì có cây, đất thì đóng băng quanh năm, không lúa, không ngô, không khoai, không rau, không trái cây. Nói không hoa, thiên nhiên gần như không cho người Inuit một lựa chọn nào khác ngoài thịt và mỡ của động vật biển. Cũng chính vì vậy, họ không thể sống bằng những món ăn kiểu như là salad hay là những món ăn của phương Tây hoặc là những món ăn theo kiểu phương Đông. Ăn ít mỡ ở Bắc Cực nghĩa là chỉ vài ngày sẽ chết cóng, đơn giản như vậy thôi, mà cũng chẳng còn lựa chọn nào thích hợp hơn. Múc thúc chính là phần da kèm với lớp mỡ dày khoảng 2-5 phân của cá voi ở Bắc Cực. Nó giống như lớp áo khoác tự nhiên của cá voi, thứ giữ cơ thể của những con cá voi này ấm áp giữa biển băng giá. Đối với con người, múc thúc hoạt động tương tự như pin năng lượng. Ăn vào là cơ thể đốt mỡ rất chậm và liên tục tạo ra nhiệt lượng đều đặn, giữ người Inuit không bị lạnh cóng khi họ ở ngoài trời hàng giờ liền. Nếu ở Việt Nam, ta ăn bát phở để lấy sức chạy vài vòng sân, thì ở Bắc Cực, người Inuit ăn một miếng múc thúc bằng bao diêm để giữ sức kéo thuyền nặng cả tạ trên sông băng suốt buổi sáng. Thứ mỡ đó đốt chậm, tạo nhiệt độ ổn định, nó không gây béo nguy hiểm như mỡ động vật, ví dụ như là bò, lợn ở những vùng nóng. Bởi người Inuit đốt sạch năng lượng ngay khi hoạt động, cơ thể họ vốn thiết kế để thích nghi, chứ không dư thừa calo theo kiểu người của thành phố. Ở vùng lạnh, mỡ không hẳn là kẻ xấu, mỡ là đồng minh để giúp họ duy trì sự sống. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Đây mới là điểm khiến múc thúc trở thành huyền thoại. Trong lịch sử, người châu Âu từng chết hàng loạt vì một bệnh gọi là scurvy, bệnh thiếu vitamin C khi đi biển. Thủy thủ, da sẽ bong chóc, răng sẽ rụng, lợi sẽ chảy máu, cơ thể bị suy kiệt. Một thống kê cho hay, 150 năm đi biển của châu Âu thì thứ bệnh này đã giết 2 triệu thủy thủ, nhiều hơn mọi cuộc giao tranh. Thế nhưng ngay bên kia địa cầu, người Inuit không hề có rau, không có cam, không có chanh, không có táo, rất thiếu vitamin C. Nhưng tại sao họ không bao giờ bị bệnh ấy? Họ lấy vitamin C ở đâu? Lý do đó chính là da cá voi sống, phần múc thúc, chứa khoảng 36mg vitamin C trên 100g. Nếu nấu chín thì vitamin C sẽ bay hết nên họ bắt buộc phải ăn sống. Ăn múc thúc sống đối với người Inuit giống như người Việt ăn một quả cam vậy. Nó chính là nguồn vitamin C quý báu giữa vùng đất trắng xóa, nơi không có một loại cây nào mọc nổi. Nhờ múc thúc, người Inuit tồn tại qua hàng nghìn mùa đông và không hề biết đến bệnh thiếu vitamin C cho tới khi người châu Âu kể cho họ nghe. Như vậy ở Bắc Cực, múc thúc không chỉ là thức ăn, nó là thuốc bổ đa năng của tự nhiên. Nhưng tại sao phải ăn sống, tại sao không nấu, ăn cho nó ngon? Đối với người Việt, đồ sống thường gắn với nguy cơ, nào là tanh, nào là ký sinh trùng, nào là lạnh bụng, nào là đau bụng. Nhưng ở Bắc Cực, nó lại vận hành theo một logic ngược lại. Nhiệt độ xuống khoảng âm 40 độ C khiến vi khuẩn không thể hoạt động. Mọi thứ đều đông lạnh tự nhiên, giữ được độ sạch mà không cần nấu. Thậm chí nếu để thịt cá voi ngoài trời, nó sẽ tự biến thành tủ đông. Nhưng quan trọng hơn, nấu chín thì mất vitamin C, nấu chín thì thất thoát omega 3, nấu chín thì lớp mỡ sẽ tan ra và cũng mất luôn cả năng lượng. Cho nên, người Inuit ăn sống để giữ nguyên toàn bộ dinh dưỡng. Họ cắt ra cá voi thành từng miếng vuông nhỏ, chấm với nước tương hoặc dầu cá. Một số vùng còn ăn kèm với cả tiết hải cẩu tươi, truyền thêm tí sắt và dưỡng chất vào cơ thể. Ăn sống ở Bắc Cực không phải là một sở thích kỳ quặc, mà là khoa học dinh dưỡng hình thành từ nghìn năm thử thách của tự nhiên. Một điều quan trọng nữa khiến múc thúc trở thành một nguồn thực phẩm quan trọng,
Bởi vì thực phẩm ở Bắc Cực thì không đến từ chợ, cũng không thể bảo quản bằng điện lạnh như hiện đại. Nhưng cá voi lại mang đến một thứ mà không loài nào khác làm được. Vài tấn thịt và mỡ có thể lưu trữ cả năm trời. Chỉ cần chôn dưới hầm băng, một thúc và cả thịt cá voi sẽ giữ nguyên trạng thái như mới. Người Inuit có thể ăn dần mà không lo những thứ này bị hỏng. Trong khi đó, hươu ở Bắc Cực thì sao? Nó quá ít. Cá ở Bắc Cực phải khoan băng mới câu được. Hải cẩu thì khó săn và thịt cũng không giàu vitamin C. Chim biển thì cũng theo mùa mới có. Thế nên, cá voi chính là kho thực phẩm lớn nhất mà thiên nhiên Bắc Cực ưu ái và cung cấp cho con người nơi này. Bởi vậy, săn cá voi từng là những sự kiện lớn, gần như là một nghi lễ thiêng liêng của cộng đồng người Inuit. Không có mút thúc, người Inuit sẽ không thể tồn tại qua mùa đông kéo dài đến quá nửa năm. Đối với người Inuit, cá voi cũng rất quan trọng. Cá voi không chỉ cung cấp thức ăn, nó là linh vật, là biểu tượng tối cao của sự sống giữa đại dương và lạnh giá. Trong các lễ hội săn cá voi, khi thuyền cập bờ, người trưởng tộc sẽ là người đầu tiên cắn một miếng mút thúc đưa lên môi để cảm ơn biển cả. Sau đó họ chia cho mọi nhà như một hành động chia sẻ sự sống. Trẻ con Inuit được ăn mút thúc từ khi mới 2 đến 3 tuổi để tập quen vị và tập tiêu hóa mỡ. Người trẻ khi cưới vợ cũng phải biết cách cắt và chia mút thúc. Một miếng mút thúc có vị giòn, dai, hơi ngậy, cắn vào nghe rôm rốp. Người ngoài thấy lạ, nhưng với người Inuit, đó là âm thanh của sự ấm áp, của sự an toàn và của truyền thống gia đình. Một câu hỏi nữa được đặt ra đó là ăn như vậy thì có sợ béo phì hay không? Bởi vì đồ ăn toàn mỡ mà. Đây là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc. Thì câu trả lời sẽ nằm ở một số điểm sau đây. Thứ nhất là họ sống trong môi trường lạnh tột cùng, cơ thể buộc phải đốt mỡ để tạo nhiệt 24/7, nên mỡ sẽ không tồn tại được lâu. Thứ hai là họ di chuyển liên tục, nào là đi bộ, nào là chèo thuyền, nào là kéo xe, nào là săn bắt. Và thứ ba, họ hấp thụ mỡ theo cách hoàn toàn tự nhiên, không phụ gia, không đường, không dầu tinh luyện. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người Inuit truyền thống có tỷ lệ tim mạch rất thấp nhờ chế độ ăn giàu omega 3 từ cá voi và những con cá sống ở vùng biển sâu. Nói nôm na, mỡ cá voi ở đây được coi là mỡ sạch, hoàn toàn trái ngược với kiểu mỡ động vật nuôi công nghiệp mà chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày. Hình dung như thế này cho dễ. Cứ tưởng tượng bạn đi bộ 10 km, nhưng không phải là 10 km trên đường bằng đường phẳng, mà là 10 km trên mặt băng. Gió có tốc độ khoảng 50, 60, 70, 80 km/h. Chỉ vài giây thôi là môi nứt toác, vài phút là mặt trắng bệch. Nếu cơ thể không có đủ mỡ để đốt, bạn sẽ run lên, nhịp tim chậm lại, nhiệt độ cơ thể tụt xuống. Và khi nhiệt độ xuống dưới khoảng 35 độ C, bạn bắt đầu bước vào vùng tử thần của cơ thể. Mút thúc lúc này là thứ duy nhất có thể cung cấp năng lượng nhanh và bền lâu để ngăn cơ thể tụt nhiệt. Người Inuit thường mang theo vài miếng ở trong túi da. Khi đói, khi lạnh, khi mệt, họ cắt một miếng nhỏ là cơ thể lại hồi phục ngay. Ở Bắc Cực, nước có thể mặc kệ bạn, nhưng cơ thể không bao giờ cho phép bạn được hết pin. Khi nhìn người Inuit ăn mút thúc sống, người châu Âu từng cho rằng họ rất man dợ, thiếu văn minh, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Họ sống sót qua thiên nhiên mà người châu Âu chết hàng loạt. Họ biết cách bảo quản, biết cách chế biến, biết cách duy trì dinh dưỡng. Mút thúc với người Inuit giống như là sashimi với người Nhật hay là gỏi cá với chúng ta vậy, chỉ là nguyên liệu khác nhau và môi trường khác nhau. Người Inuit sống ở nơi lạnh đến mức để một miếng thịt ngoài trời chỉ một vài phút là đông như đá, vậy nên ăn sống không gây hại như ở những vùng nóng. Cái gì phù hợp với hoàn cảnh thì được gọi là văn minh của nơi đó. Tóm lại, vì sao người Inuit ăn mút thúc sống? Lý do rất đơn giản nhưng vô cùng thuyết phục, vì nếu không ăn thì họ không sống nổi. Mút thúc cung cấp lượng mỡ giữ nhiệt cho cơ thể. Nó mang vitamin C, thứ sinh tử ở vùng không có rau củ. Nó là nguồn thức ăn lưu trữ lâu dài. Nó là nơi gắn kết cộng đồng, là văn hóa, là nghi lễ, là lịch sử. Và nó phù hợp tuyệt đối với môi trường lạnh âm hàng chục độ C. Nghĩ rộng ra, con người sống được hay không, không phải nhờ món ăn ngon, mà là phải ăn cái gì cho hay, ăn cái gì cho đúng. Và với Bắc Cực, món đúng nhất chính là mút thúc. Người Inuit không ăn mỡ cá voi sống để thử thách hay vì thích đồ tanh. Họ ăn vì tự nhiên dạy họ rằng muốn tồn tại phải biết lấy cái mạnh của loài khác bổ sung cho điểm yếu của mình. Miếng mút thúc nhìn qua đơn sơ nhưng lại là bộ giáp sinh học giúp người Inuit vượt qua hàng ngàn thế hệ bão tuyết, gió lạnh, bóng đêm kéo dài. Đó là minh chứng rõ nhất cho câu nói con người tồn tại không phải vì mạnh nhất mà vì biết thích nghi nhất và biết ăn cái gì cho đúng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.